Rồi, bắt đầu cuộc thi thứ hai. Không ai được hả? Được. Được rồi. Ôi, chị hai nè, em hai nè. Trời ơi, cái dây dài vậy sao lên. Được rồi, lên nè. Không. Cái bạn cài vào giúp bi cho mình nha. Mẹ không cái đầu hay được cắm rồi nè. Thấy cái bếp màu không? Cắp quá không thấy. Anh dướng công viên công viên diều của em Tâm. Ông nội chúc tôi làm hơn nè. Diều con vừa bắp quá mà. Ngọc cứ dừng dướng công viên của em nữa bây giờ. Ông anh con làm dướng công viên thả của em rồi nè. Bước qua. Dướng kìa. Con làm dướng dây tùm lum á Tâm.
Đây, hai chiến binh cuối cùng của những ngày đầu mưa cuối mùa nắng. Còn nhiều giấy nha. Con này khá nhỏ nha. Đuôi rất dài. Này cũng nhỏ nữa, cũng một cái đôi tập. Đây là chỉ ba mẫu chân đây, nay không có con diều nào hết. Như tất kè bông vậy á. Chào mọi người nha mẫu chân. Chào mọi người. Con tên gì? Mẫu chân mấy tuổi? Con của ai? Con của con. Tào lao, con của ai? Con là con ai? Con của con. Ba con tên gì? Ba tên gì, mẹ tên gì? Chiều nay là bên sớm kia là có ai thả luôn nha. Có sớm ở dưới đây là có hai nhà thả thôi. Hai chỗ bông theo. Đây chủ tịch YouTube của kênh Cải Tiến Bảy Bảy Chuột mà dính cò đây đang ngồi đó đó. Tháng nay thất thời nghiệp rồi, còn bên đó là chủ tịch YouTube rồi, bác cấm cá lóc đồng nha. Đó. Ông đó nay làm biến làm mà không có lúa rồi. Như bà kiếm tiền nên buồn quá nên không có đi làm nữa. Không, mẹ kìa. Đây, hai con diều đây, hai con này đang chiến đấu đây. Đó. Nguy cơ là chậm chán rất là dài, rất cao. Ăn nhiều giấy nha. Công luôn á. Ví dụ này không hả? Ừ, bự hơn mình nữa chứ mình nữa ở đây chính là. Vậy mấy vụ này nhỏ xíu mà. Này nó mẫu mốt lần á, mở này chính công rồi, nó tròn qua tới bên kia tranh. Cái đường luôn á hả? Tới tranh cái bên lên nhỏ đó. Gì chính công ấy? Ở đây người ta làm mai 28 tỷ nắm tình hình. Cái vụ này không á hả? Từ đây nó đổ qua đó chính công ở trên đó có còn có 600 bao nhiêu. Không cái ruộng miếng ruộng này không á hả? Là mấy công? Hơn mình bển 5 công ở đây là tính ra hơn nhiều. Quẹ cái này 9 công. Trời ta làm 6 công cùng. Người ta làm mai ở đây 28. Đây 9 công. Nó là mẫu máy á, nó mẫu mốt. Trên kia có nhiêu con? Lao ông nội. Trên kia có 2 à. Miếng ở bển có mẫu có tới ngoài đường đây, đây có miếng ruộng này không? Hỏi lộn mẫu mốt của mình, của người ta để coi chính coi. Nào lao. 9 công. Bề ngang nó hơn chút xíu. Bề dài chứ còn bề ngang nó xem mình nó hơn chút. Mình mẫu. Nó vẫn 9 công á. Đôi nó này 5 công chứ mấy. 5 công mấy 6 công là cùng. Nó 9 công bao nhiêu ta? 9 mà 2 bữa hổng bán là nhiêu không? Tính tới ngoài đường luôn á, nguyên đường thì có thể. Tính luôn ngoài đường luôn là như 9 công. Đây 7 công. Về con đâu? Bề ngang này khoảng 70 mét. Tự mí này. Bề ngang qua 80 mét. Này con. Cái này để cho anh lo cho. Không có gì hết. Mà đây 8 công mấy. Còn cái sổ không quên. Rồi 8. Ăn bảo phiếp cũng hồng bồng bung. Ừ, cũng hồng bảo phiếp.
cùng một chú đồ của hồng cùng bông. Chú thêm các bạn. Bây giờ hai chú bắt cười với bạn. Gì bạn? Thì bạn mập địch. Nói đi. Em cứ bỏ cây đầu nè. Vô ăn làm gì vậy? Tâm. Né cái quạng đó ra. Ông anh, đi đây. Đừng có kiếm chuyện quýnh quýnh rồi đi đàn luôn hả? Rồi, thôi kết thúc clip này đi. Anh Tâm.